chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Lúc 7 giờ 45 sáng nay 7 tháng 5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và sau đó cuộc diễu binh, diễu hành với sự tham gia của các lực lượng với 12.000 người. Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức. Tham dự lễ kỷ niệm có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố và đại biểu tỉnh Điện Biên khoảng 900 người. Sự kiện còn có sự tham dự của 270 đại biểu quốc tế, phóng viên báo chí nước ngoài, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamos Chanyalat, Phó Thủ tướng Campuchia Nes Savoyun, Bộ trưởng Bộ Quân đội và Quốc vụ Khanh phụ trách về cựu chiến binh và ký ức chiến tranh của Pháp. Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ sẽ đọc diễn văn kỷ niệm, phát biểu của đại diện chiến sĩ Điện Biên, phát biểu của đại diện thế hệ trẻ, nghi lễ trao huân chương độc lập hạng nhất cho tỉnh Điện Biên. Tham gia lễ diễu binh, diễu hành có 4 lực lượng pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lực lượng diễu binh, diễu hành, lực lượng đứng trên sân hơn 12.000 người. Trong đó, điểm nhấn của lễ diễu binh, diễu hành là có sự tham gia của lực lượng pháo lễ gồm 18 khẩu lựu pháo 105 và 12 máy bay trực thăng bay qua khán đài của lực lượng không quân. Tham gia lễ diễu binh, diễu hành có 4 lực lượng pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lực lượng diễu binh, diễu hành, lực lượng đứng trên sân hơn 12.000 người. Trong đó, điểm nhấn của lễ diễu binh, diễu hành là có sự tham gia của lực lượng pháo lễ gồm 18 khẩu lựu pháo 105 và 12 máy bay trực thăng bay qua khán đài của lực lượng không quân. Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tối 4 tháng 5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tham dự buổi lễ có Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Chiết, lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Điện Biên và Tiền Giang. Tại buổi lễ, đoàn viên thanh niên đại diện tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ hôm nay đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công hiến lớn lao, sự hy sinh quên mình của các anh hùng liệt sĩ. Điếu văn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên tại buổi lễ khẳng định chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt ghi vào lịch sử của dân tộc, những trang sử vàng chói lọi, tăng thêm niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Qua đó, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Suốt 56 ngày đêm bền bỉ và anh dũng chiến đấu, bộ đội ta đã làm nên chiến thắng, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng sự đóng góp, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ Điện Biên sẽ mãi mãi ghi vào trang sử oanh liệt của dân tộc ta, quân đội ta. Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, ra sức thi đua rèn luyện, học tập, lao động sản xuất, phát huy trí lực, sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xung kích tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đoàn viên thanh niên sẽ đóng góp công sức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Dù thời gian đã lùi xa nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng. Tháng 11 năm 1953, quân Pháp nhảy dù đổ bộ xuống thung lũng Mường Thanh, chiếm đóng Điện Biên Phủ và xây dựng nơi đây thành một tập đoàn cứ điểm mạnh chưa từng có ở Đông Dương với 3 phân khu, chia thành 8 cụm, 49 cứ điểm kiên cố. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ với bí danh Trần Đình, nhất trí thông qua phương án tác chiến của Tổng quân ủy. Với quyết tâm cao nhất, ta đã dồn hết sức người, sức của cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhiều tầng lớp nhân dân như công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ hăng hái lên đường tham gia chiến dịch. Đầu tháng 3 năm 1954,
thời gian chuẩn bị mọi mặt cho cuộc tiến công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với phương châm đánh chắc, tiến chắc đã hoàn thành. Trên chiến trường, ta mở 3 đợt tiến công vào Điện Biên Phủ. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, tiếng súng chính thức mở màn đợt 1 của chiến dịch với trận đánh tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam thuộc vòng ngoài phân khu Bắc của tập đoàn cứ điểm. Đợt 2 diễn ra ngày 30 tháng 3 năm 1954, đánh vào phân khu trung tâm. Đợt 3 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, đánh chiếm các cứ điểm phía Đông và tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm chiến đấu, hy sinh, gian khổ, quân và dân ta đã tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ gồm tiêu diệt hoàn toàn trên 21 tiểu đoàn và 10 đại đội, hơn 16.000 quân tinh nhuệ của địch, trong đó có toàn bộ các cơ quan chỉ huy của địch, bắn rơi và phá hủy 62 máy bay các loại, thu toàn bộ vũ khí, kho tàng, đạn dược, quân trang, quân dụng. Đại tá PGSTS Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết để chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ bằng quyết tâm và lòng dũng cảm, sự gắn bó khăng khít. Keo Sơn, hàng vạn dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, bộ đội công binh đã ngày đêm lao động khẩn trương nên chỉ trong hơn 3 tháng, từ tháng 12 năm 1953 đến đầu tháng 3 năm 1954, ta đã hoàn thành việc tu sửa và mở các đường số 41, đường số 13, đường từ Tuần Giáo lên Điện Biên Phủ, là những trục đường chính của tuyến vận tải cơ giới, với chiều dài khoảng 300 km. Kết quả đó còn là sự gắn bó, đồng cam cộng khổ, hy sinh trong những ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt của bộ đội và nhân dân, nhất là nhân dân các dân tộc Tây Bắc. Theo ông Sáu, phát huy sức mạnh thế trận lòng dân trong thế trận chiến tranh nhân dân trên khắp miền Tây Bắc, đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao, Hà Nhì thi đua phục vụ chiến dịch. Nhiều gia đình đã vét những hạt thóc giống cuối cùng hoặc nhịn bữa, ăn sắn, ăn khoai để dành gạo phục vụ cho chiến dịch. Nhiều phụ nữ nghe theo tiếng gọi của Đảng không quản gian khổ, hiểm nguy, nô nức lên đường, mở đường, gánh gạo, cấp dưỡng, tải thương. Trong toàn chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân cả nước đã đóng góp 25.560 tấn gạo, 226 tấn muối, 1.909 tấn thực phẩm, 26.453 lượt dân công, 20.991 xe đạp thổ, 1.800 mảng nứa, 756 xe thô sơ, 914 con ngựa thổ. Với tinh thần cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc. Sau duyệt lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 3 tháng 5, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước tổ chức sơ duyệt lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo chủ trì chương trình sơ duyệt lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tham dự buổi sơ duyệt còn có các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Chương trình sơ duyệt gồm các nội dung chính thức như nghi lễ chào cờ, biểu diễn chống hội, trình diễn khối nghệ thuật, công bố quyết định đón nhận huân chương, khen thưởng, lễ diễu binh, diễu hành. Trọng tâm của chương trình sơ duyệt là lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người. Trong đó, lực lượng của Bộ Quốc phòng tham gia có pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng. Lực lượng đứng trên sân gồm tiêu binh lễ đài và 5 khối đứng, lực lượng diễu binh, diễu hành. Gồm khối nghi trượng, 16 khối diễu binh và khối dân công hỏa tuyến. Lực lượng của Bộ Công an tham gia có 2 khối đứng trên sân và 9 khối diễu binh, diễu hành. Lực lượng của tỉnh Điện Biên có 3 khối nghi trượng, khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc và các khối diễu hành quần chúng, cùng 20 khối đứng làm nền trên sân. Chương trình sơ duyệt bắt nguồn từ 7 giờ ngày 3 tháng 5, trải qua thời gian tập luyện trong thời tiết nắng nóng, các lực lượng diễu binh, diễu hành đã tập trung cao độ, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ được giao. Sau khi các khối thực hiện diễu binh, diễu hành lễ đài, tiếp tục tiến ra các tuyến phố chính tại thành phố Điện Biên Phủ trước sự chào đón và cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo nhân dân. Phát biểu tại buổi sơ duyệt, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa, tầm vóc, giá trị to lớn qua việc tổ chức kỷ niệm nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trở thành một mốc son chói lọi băng vàng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Do đó, sự kiện được Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất quan tâm. Cho chủ trương tổ chức ở quy mô cấp quốc gia với nhiều hoạt động lớn, trọng tâm là lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, thu hút đông đảo sự quan tâm, theo dõi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, từ kết quả của buổi sơ duyệt hôm nay sẽ đánh giá kết quả,
đồng thời đúc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, làm cơ sở để cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục huấn luyện các lực lượng và chuẩn bị tốt cho buổi tổng duyệt vào sáng 5 tháng 5 và lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức vào sáng 7 tháng 5 đạt kết quả cao nhất. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao để lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tương xứng với quy mô, tầm vóc của chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu đã mở ra trang sử mới cho lịch sử nhân loại. Cổ vũ, động viên các dân tộc bị áp bức, đứng lên đấu tranh tự giải phóng, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Đại tá Nguyễn Hữu Tài, 95 tuổi, nguyên chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 209, Trung đoàn Sông Lô, Sư đoàn 312, nguyên phó cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, xúc động bộc bạch. Nhiều chỉ huy, đồng đội, đồng chí của chúng tôi đã hy sinh, nằm lại mảnh đất lịch sử này. Tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân ta không chỉ thể hiện trong những trận đánh mà là ở cả những ngày không chiến đấu. Quân ta không lùi bước trước bất cứ khó khăn, gian khổ nào. Tinh thần ấy không chỉ có trong 5-6 ngày đêm chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ, mà trong suốt 3 tháng trước khi diễn ra chiến dịch, đã lao động kịch liệt, kéo pháo vào, kéo pháo ra. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, sức mạnh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ còn nằm ở nhân tố chính trị, tinh thần. Do biết khơi dậy và phát huy nhân tố chính trị, tinh thần, đặc biệt là việc quy tụ, tập hợp và phát huy nhân tố con người, đã làm cho ý đảng, lòng dân thành một khối thống nhất, đưa cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, giành thắng lợi. Đúc kết sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân Việt Nam, Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Huy Vị, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn chứng, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, nhân dân ta dồn sức người, sức của chi viện cho mặt trận Điện Biên Phủ. Quân và dân ta đã huy động được 25.056 tấn gạo, 1.824 tấn thịt và thực phẩm cùng 261.453 dân công phục vụ chiến dịch. Cả nước hướng về Điện Biên Phủ, cả dân tộc anh dũng chiến đấu với tinh thần, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Tạo nên sức mạnh tổng hợp, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, chiến thắng Điện Biên Phủ được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng hay một đống đa của thế kỷ 20 và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá vào thành trì hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, là ngọn cờ cổ vũ các dân tộc thuộc địa trên thế giới đấu tranh, giành độc lập, tự do. Đó là thắng lợi của sức mạnh toàn dân đánh giặc dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, ý chí quyết chiến, quyết thắng vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.